WHO lo ngại biến chủng COVID mới xuất hiện tại Triều Tiên. WHO lo ngại đợt bùng phát tại những khu vực người dân chưa được tiêm phòng, như Triều Tiên sẽ tạo ra các biến chủng COVID nguy hiểm hơn. Tình hình đáng lo ngại nếu các quốc gia không sử dụng những công cụ hiện có để đối phó với COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm tại các vùng dịch bệnh chưa được kiểm soát. Mike Ryan, giám đốc phụ trách trường hợp khẩn cấp của WHO, cho biết ngày 17 tháng 5. Tại họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi virus lây lan trong một cộng đồng chưa được tiêm phòng với nhiều bệnh lý tiềm ẩn. Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc trước đó cho biết Bình Nhưỡng vẫn chưa thông báo chính thức về đợt bùng phát dịch bệnh. Theo ông Ryan, WHO sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không có quyền can thiệp vào công tác chống dịch của một quốc gia có chủ quyền. Triều Tiên ngày 11 tháng 5 ghi nhận những ca nhiễm nCoV đầu tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un lập tức ra lệnh phong tỏa các thành phố. Hãng thông tấn Trung ương gọi đây là tình huống nghiêm trọng. Giới chức đã nâng biện pháp dập dịch lên mức khẩn cấp tối đa. Đến nay, nước này báo cáo 56 ca tử vong và gần 1,5 triệu ca có triệu chứng sốt. Lee Sang-keun, giám đốc nghiên cứu chiến lược tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia, cho biết virus có thể xâm nhập vào Triều Tiên thông qua nhiều con đường, bao gồm tuyến vận tải đường sắt Triều Tiên-Trung Quốc. Tuy nhiên, con đường đã bị đóng lại sau khi Trung Quốc phong tỏa thành phố biên giới Đan Đông. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 17 tháng 5 khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt như ibuprofen và các loại kháng sinh để điều trị COVID-19. Người dân cũng được khuyến nghị xúc họng bằng nước muối hoặc trà kim ngân, trà lá liễu 3 lần mỗi ngày. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 15 tháng 5 đã triệu tập họp Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên để đưa ra các đường hướng chỉ đạo ứng phó. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo khẩn cấp giải phóng và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc, đồng thời yêu cầu hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động 24 giờ. Lực lượng quân y cũng được huy động để ngay lập tức ổn định nguồn cung thuốc ở Bình Nhưỡng. Theo số liệu của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, tính đến ngày 15 tháng 5, Triều Tiên ghi nhận 50 ca tử vong và có hơn 1,2 triệu người có triệu chứng sốt trên toàn quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên đối phó với dịch bệnh nếu Bình Nhưỡng đồng ý. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 ập đến làm thay đổi nhiều thứ, kể cả cách con người tiếp cận với văn hóa. Nếu trước đây khái niệm số hóa vẫn được các bảo tàng di tích đề cập như một mẫu thức tất yếu của thời tương lai, thì nay nó đang là giải pháp thiết yếu. Với sự biến ảo của công nghệ, nhiều bảo tàng di tích đã không đóng băng vì COVID-19. Các di sản văn hóa, các lễ hội truyền thống và rất nhiều các câu chuyện lịch sử, tất cả đã được số hóa thành những video ngắn, dễ xem, dễ nhớ. Đây là dự án bảo tàng số của Bộ Văn hóa Hàn Quốc dựa trên một bản đồ từ thế kỷ 19. Nhờ đó, bảo tàng số này vẫn có khách kể cả trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành. Chúng tôi đã xem xét rất nhiều phim tài liệu về các di sản và truyền thống văn hóa, và tôi cho rằng việc truyền tải thông tin quá chậm. Vậy nên, tôi làm đoạn ngắn. Thế giới đã thay đổi, công nghệ đã phát triển, công chúng giờ đây có nhu cầu cao hơn với việc khám phá bảo tàng. Những thông tin khô cứng, những đồ vật vô tri được truyền tải theo cách ngắn gọn nhưng đầy thú vị nhờ các kỹ xảo đã gây ấn tượng nhiều hơn với người tham quan bảo tàng. Nếu bạn muốn làm quảng cáo, hãy gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem. Khi họ ấn tượng, họ muốn tìm hiểu thì sẽ tiếp tục tìm kiếm phần tiếp theo của thông tin. Do đó cần ngắn gọn và chất lọc trong một câu để tạo điểm nhấn. Nhờ cách làm dễ tiếp cận, bảo tàng văn hóa số này đã đưa văn hóa truyền thống của Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng. Một ví dụ khác là bảo tàng Cố Cung tại Đài Loan, Trung Quốc. Bảo tàng đã giảm 75% lượng khách tham quan do dịch bệnh. Không để cho mọi thứ bị lãng quên, bảo tàng đã liên tục mở các cuộc trưng bày trực tuyến để mọi người có thể thưởng thức nghệ thuật ngay tại nhà với các thao tác đơn giản. Người dùng có thể truy cập các dữ liệu trực tuyến ngay tại nhà hoặc bất kỳ đâu trên thế giới. Chỉ cần truy cập vào trang web chính thức của Bảo tàng Cung điện Quốc gia. Tại đây bạn có thể tìm thấy tất cả các liên kết dẫn đến triển lãm trực tuyến. Còn bảo tàng lâu đời nhất ở Đài Bắc này cũng thường xuyên tổ chức các triển lãm và sự kiện trực tuyến hoặc livestream trên các trang mạng xã hội. Bảo tàng cũng cho phép khách tham quan tương tác trực tuyến để tăng tính hấp dẫn. Chúng tôi đã phát triển nhiều hoạt động trực tuyến, bao gồm mã Safari, ảnh toàn cảnh và triển lãm trực tuyến. Ngoài ra, chúng tôi đã phát trực tiếp các bài giảng trên Facebook.
Nếu như nói văn hóa là hình ảnh, là thương hiệu của mỗi quốc gia, thì các bảo tàng là nơi nghiên cứu, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa, những giá trị kết tinh, trao quyền qua nhiều thế hệ của dân tộc của quốc gia đó. Dù là trưng bày theo hình thức trực tiếp hay trực tuyến, hay kết hợp cả hai cách trực tiếp và trực tuyến, thì bảo tàng để dành cho con người, và do đó tương lai của bảo tàng phụ thuộc vào việc bảo tàng phải tự phát triển để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thặng dư thương mại của Indonesia đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 4 khi vượt mức đỉnh hồi tháng 10 năm ngoái do giá cả hàng hóa toàn cầu tăng cao, giúp đẩy mạnh xuất khẩu. Và đây là số liệu mới được cơ quan thống kê Indonesia công bố ngày hôm qua. Cụ thể, Indonesia đạt thặng dư thương mại lên tới 7,56 tỷ đô la Mỹ trong tháng 4, tăng 66% so với trước đó và tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ 24 liên tiếp Indonesia đạt thặng dư thương mại. Trong số các ngành có mức tăng trưởng xuất khẩu lớn, phải kể đến ngành khai khoáng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ lên mức 6,41 tỷ đô la Mỹ và kim loại tăng 21% so với cùng kỳ đạt 19 tỷ đô la Mỹ. Các nhà kinh tế dự báo Indonesia sẽ thu lợi từ sự gia tăng giá cả hàng hóa toàn cầu do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt Nga. Theo số liệu thống kê, nguồn thu từ xuất khẩu dầu cọ thô, than đá và quặng kim loại của Indonesia đã tăng mạnh. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của nước này có thể sẽ thu hẹp trong những tháng tới do tăng nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ ngành sản xuất đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19. Hôm qua, các nghệ sĩ vẽ graffiti trên khắp Brazil đã quy tụ ở thủ đô Brasilia để cùng sáng tạo những bức tranh đường phố về chủ đề tự do nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của quốc gia Nam Mỹ này. Ý tưởng được Tòa án Tối cao Brazil đưa ra nhằm chống lại tình trạng đưa tin sai sự thật, tin thù địch và những tuyên bố thù hận, đồng thời tạo nguồn cảm hứng cho cộng đồng giới trẻ ở Brazil. Các nghệ sĩ sẽ được sáng tạo theo 11 chủ đề đã được ban tổ chức lựa chọn. Chủ đề bức tranh của tôi là về tự do kinh tế. Tôi vẽ một nữ thổ dân đang đan quần áo để tạo thu nhập cho cộng đồng người thiểu số. Đây là một cơ hội hiếm hoi để tôi có thể rời khỏi chỗ làm để đến đây tự do sáng tạo. Điều này rất quan trọng đối với tôi. Ông bà tôi là lớp người đi đầu trong việc giải phóng thành phố Brasilia này. Toàn bộ những tác phẩm đường phố được các nghệ sĩ sáng tác lần này sẽ được in trong một cuốn sách xuất bản vào tháng 8 tới.